Ở đây cá vậy? Có không? Ừ, vừa live stream vừa nói nghe cho người ta hiểu. Có đá nè. Ừ, có sỏ nè. Có bông nữa nè. Có nữ du kích với nó kìa. Có bông gì hả? Có nữ du kích với nó kìa. Đâu? Đó, đâu? Đây nè. Thôi, nhìn sao? Trước đây, nhìn quay. Trước đây con hỏi thấy rồi. Đâu? Phúc rồi. Phúc rồi, Phúc rồi. Chúc ngày dạy đi. Phúc ơi. Cái đó là chắc phải trình đỉnh đó. Hello các bạn. Hello. 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 Đó, chào mọi người. Đi chắc cá bình đó. Lên đỉnh là chắc cá bình đó. Đây là cát heo. Cá bình đó mới lên đỉnh. Thấy không? Đây là cây chú. Nó làm hai ba cái đỉnh cá bên bên kia đó gì vậy? Ở bên đây à. Bên đó là bên cái gì? Đang làm cát bên đó. Không, cái cáp là cáp có sẵn rồi nhưng mà tại nó thứ bảy chủ nhật nó không có chạy. Xài nhóc chơi, xài chính lự chơi. Đâu? Đó. Đây là cáp treo ở trên. Ngủ chưa hay gì rồi? Ô xài quá trời, đi mấy người ba cái xài. Đây là trái trắng hết trơn kìa. Xài đó, xài không nè. Mấy cái này kia xài nhìn thấy hả? Xài trái nhỏ nhỏ đó. Trời ơi, cái xài nè, một đống xài. Ôi, đây là một ngôi nhà. Một ngôi nhà. Chị dữ lắm rồi đó. Xài không có cái gì nè. Đây, đây. Nó mới làm cái đường gây. Còn đây là một. Cái đường gây đó đi một ghế đi được hai người hả? Thấy cái đường gây chưa? Cái đó hả? Cái đó là chạm bơm nước á. Không, nhưng mà nó có mới làm đường gây đó. Nó thay trường bữa 13 tay á. Mà không biết làm hướng bên nào à. Làm đường gây đi xe lửa hay gì? Y như xe lửa vậy đó. Thấy cái kia bận gì trời. Con chuột hả? Ờ, con chuột. Đây nó làm chạm bơm mà, nó làm đây vô đi, có đường nước mà. Làm chạm bơm, cái này chạm bơm phải đường gây. Có ai coi không mẹ? Không phải đường gây, không phải đây đâu. Chưa ai coi à. Nghe đúng không ai nghe. Ngủ chưa rồi. Đứng hả con hết mẹ hay gì đó. Đứng đồng đứng, má nhìn. Đồ đá quá trời luôn, sóc nhang kìa. Nhìn xuống đồng bằng kìa. Còn ở dưới này là thành phố mì mì vô coi rồi đó ai ta mì thành phố nè đá nè tên Ninh mì ơi đá cục bự luôn nè mì ơi mấy cái lồng xuống không thấy ai xuống chân giờ này mây bay kìa. Mây bay. Sát trên mây luôn. Đó. Trời ơi, trái xài chị còn không thấy là chị thấy mây anh. Chứ nói kìa. Trắng trắng thường thường hả? À, mây đó. Nó mây đó hả? Trời đất ơi. Sợ bà luôn. Lên đây giờ lấy trái trân trọng được chút thôi nè. Thấy chưa? Ờ này thấy nè. À, có hai người về đó. Chính quay đủ rồi nè. Quay tới chợ đây. Quay trong đi. Quay hết chỗ rồi. Cái gì vậy tới chợ? Ủa tới chùa Mao ta, chùa Hang Mao vậy? Chùa Hang là gần cái gì? Đi đâu trước? Chùa Hang. Quay đi, quay đi. Chút xíu mẹ lên đỉnh rồi tới trên đó đó. Ủa lên đó là anh là đi cắt treo nữa hả? Chở xuống rồi mới đi lên mới lên. Mẹ đi 4 chuyến rồi đó. Đi cho đủ tiền phải không? Đi cho đủ tiền luôn mà, đi cho đá mà. Đá con nào mấy hết hồn không? Con đá nào cũng bự nấy. Chà bá. Bởi vì ta trốn trong mấy cái kẹt này. Không, chùa hang này gần. Có trên kia thì nó... Ở, có cái hang nè. Có cái hang ở đây nè. Nó có trong đây này thấy được. Bởi vì trốn mấy chị nên ta trốn này còn sống sót được. Ủa? Chùa gì mà có này? Chùa này là chùa hang á. Chùa hoang nên người ta đập ghê rồi. Để, ớ, con chim. Mà câu.